sau đó mình sẽ quay nó như thế này. Sẽ bỏ vào miệng. Ôi sao nó nhiều quá vậy nè, rất là chị hơi lấy hơi nhiều. Xin chào các em đến với kênh Mắt To và Mắt Nhỏ. Hôm nay chị Mắt To sẽ hướng dẫn các em làm một món là spaghetti, là mì Ý. Mì Ý. Rồi, nguyên liệu của chúng ta rất là đơn giản và cực kỳ đơn giản, và chắc chắn là các em có thể làm được và có thể mua những nguyên liệu này. Bây giờ đầu tiên chị sẽ giới thiệu qua những nguyên liệu nha. Không thể thiếu đó là mì, đúng rồi, cọng mì Ý. Cọng mì này chị mua nửa ký là khoảng 30 ngàn, tùy siêu thị thôi, có nhiều loại khác nhau nữa nhưng chị mua loại này là 30 ngàn. Cà chua thì mình cần 2, 4, 6, 8 trái, tại vì chị dùng rất là nhiều thịt bò. Thịt bò chị mua 3 lạng. Các bạn có thể mua thịt bò đã xay sẵn, hoặc là các bạn có thể về bằm ra cho nó nhuyễn. Chị mua bằm nhuyễn như thế này, không phải đâu, chị tự bằm đó. Rồi tiếp theo là hành tây và ớt chuông màu xanh, để cho nó có màu. Trong khi mình nấu màu đỏ nhiều quá thì mình cần có màu xanh cho nó đẹp thôi. Thực ra thì nó cũng có mùi thơm, thì chị cũng hơi thích chứ không có thích lắm. Rồi những nguyên liệu nữa khác nữa là tỏi nè. Tỏi là không thể thiếu khi mình ướp thịt bò. Tiêu cũng không thể thiếu khi ướp thịt bò và nước mắm nha. Có thể thêm đường, muối nữa nhưng mà chị không có để ra đây. Rồi bây giờ chị sẽ bắt đầu ướp thịt bò. Rồi xin chị Mắt Nhỏ quay gần nghe. Rồi ướp thịt bò chị sẽ cần tiêu. Rồi cái muỗng chị có cái dụng cụ để đo đường, thì cái muỗng này thì giống như một cái muỗng cà phê. Rồi bây giờ chị sẽ ướp nửa muỗng tiêu. Rồi một muỗng tỏi, thịt bò thì tỏi rất là hợp luôn, một muỗng nước mắm. Rồi sau đó chị sẽ trộn lên trước và chị sẽ coi như thế nào nha. Hồi nãy chị bầm mà cũng có nhiều cái nó chưa được nhuyễn lắm, nếu các em mua thịt xay thì rất là nhuyễn luôn. Cà chua nữa. Rồi bây giờ mình để cho 15 phút nha. Tiếp theo sau đó các em phải chuẩn bị cà chua. Cà chua thì mình sẽ luộc ở trong nước sôi, luộc sau đó là nó sẽ tự buông vỏ ra, và mình sẽ lột vỏ ra và mình để nguội á, thì mình sẽ xay nha, mình sẽ xay nhuyễn nó. Bây giờ chị sẽ làm nhanh qua bước này nha. Tiếp theo chị sẽ xay cà chua, chị bỏ cà chua vào trong máy xay. Thì cho cái món spaghetti của mình sẽ đỏ hơn. Bây giờ chị sẽ đi luộc mì Ý nha. Mì Ý thì các em luộc và nhớ bỏ thêm dầu vào để cho nó sẽ không có bị dính vào, và để thêm một chút muối để cho cái sợi mì Ý nó có mặn thì nó sẽ vừa, và mình ăn chung với canh này sẽ rất là ngon ha. Bây giờ chị sẽ đi luộc mì Ý.
Chị nấu sơ mì khoảng là 20 phút, bây giờ chị sẽ đổ nó ra. 20 phút là nó nở vừa rồi. Chị sẽ cho nước lạnh để cho nó không có nở tiếp tục. Giờ mình sẽ xào thịt trước, đổ một ít dầu. Hơi vàng vàng á thì mình bỏ thịt bò vào. Đó thì mình sẽ bỏ vào dĩa nha. Chín rồi thì mình bỏ vào dĩa. Cũng sẽ dùng cái chảo lúc nãy xào thịt bò thì mình bỏ vào dầu ăn. Mình tiếp tục mình xào cái thứ hai. Xào nước sốt. Sẽ bỏ tỏi vào. Rồi bây giờ nó sôi lên thì các em bỏ tương cà. Tương cà thì chị bỏ khoảng 2 muỗng này thôi, cho nó đỏ thôi. Hoặc là các em có thể sử dụng tương ớt nha. Tương ớt cho nó cay. Cái này chị cũng thích bỏ ớt lắm. Tí nữa chị sẽ bỏ. Bây giờ chị sẽ bỏ 1 muỗng cà phê đường nha. Một phần 2 muỗng cà phê muối. Nước mắm 1 muỗng. Rồi sau đó chị sẽ trộn lên. Trong khi mà chị chờ nó sôi thì chị nêm, chị thấy nó hơi chua và hơi lạc thì chị có bỏ thêm 1 muỗng đường và 2 muỗng nước mắm nữa. Bây giờ nó đã sệt lại rồi, chị sẽ bỏ ớt màu xanh, ớt chuông xanh. Mình đợi ớt chuông xanh chín thì mình bỏ thịt bò vào nha. Bây giờ chị sẽ bỏ thịt bò vào. Bây giờ mình sẽ trang trí nè, mình sẽ bỏ mì vào. Rồi sau đó mình sẽ bỏ nhân. Ten. Sau một hồi vất vả thì bây giờ thành quả của chị mắt to đây. Wow. Bây giờ chị mắt ta sẽ ăn thử. Chị mắt ta sẽ thử trước là thử gia vị, thử cái sốt, nước sốt trước nha. Chị thấy thịt bò, ồ thích quá. Chị sẽ ăn thử trước. Thịt bò còn hơi dai một chút, nhưng mà nước sốt nó vừa, cũng có một chút chua chua nhưng mà vẫn ngon. Rồi bây giờ chị sẽ trộn nó lên để chị ăn với mì. Một chút sẽ lấy lên, sau đó mình sẽ quay nó như thế này.
sẽ bỏ vào miệng. Ôi sao nó nhiều quá vậy nè, chắc là chị hơi lấy hơi nhiều. Cái sợi mì của chị á là chị bỏ một ít muối rồi nên là ăn nó vừa. Theo chị nghĩ là công thức của chị vừa miệng với chị, nhưng mà có thể là hơi lạc với các em thì chị thích ăn lạc hơn. Các em có thể để thêm một xíu muối nữa ha, nhưng mà rất là ngon. Bây giờ thì chị tạm biệt các em và chúc các em thành công với món spaghetti. Các em nhớ đăng ký kênh của chị nha, và nhớ là like một like cho chị. Cảm ơn các em.